Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Hoa Kiểm Bến Tre của mình. Đây là cái khu vườn của chú này mọi người. Thời gian này thì mình sẽ bắt đầu đưa rước con đi học rồi, cho nên là sẽ đi ngang qua cái khu vườn cúc mâm xôi hàng bốn cơi này ha, và sẽ cập nhật cho mọi người thường xuyên về cái quá trình phát triển của cúc mâm xôi hàng bốn cơi. Hôm nay thì thấy chú chưa có cơi hai mọi người ha. Chứ có một số cái khu vườn mà cũng làm cúc mâm xôi bốn cơi thì hôm nay người ta đang cơi đọt lần thứ hai này, còn của chú thì chưa. Cúc thì phát triển đó chính là đẹp, lá nở to, cái thân thì nó mập, thân đó chính là mập nha mọi người, mập luôn này. Và các nách á, nách lá thì nó lên đọt hết trơn này, từ trên xuống dưới. Cây này cây một thì nhìn như vậy thì thấy nó hơi nhỏ và khá là ít đọt ha, nhưng mà cây hai thì mình nghĩ là cái này nó sẽ rất chỉ là nhiều đọt, tại vì cây cây nó mập và cả cái đọt ở nách chèo á nó đang lên rất mạnh. Đấy, những cây này nó hơi nhỏ nhỏ chút này. Đấy, thì cúc mâm xôi mà khi mà ra giỏ á, mới bắt đầu ra giỏ tầm cây một cây hai á thì nó nhỏ nhỏ như vậy đó mọi người, nhưng mà nó cỡ tầm bắt đầu từ cây ba cây bốn ha thì nó phát rất chỉ là nhanh luôn. Cái khu vườn của chú ở đây thì cũng rất chỉ là rộng, tầm cũng 3-4 ngàn giống như năm ngoái ha. Nay mình đi qua cái khu vườn này rồi thì mình sẽ quay, chủ yếu là quay để xem thôi, tại vì mình không có làm về cúc mâm xôi bốn cơi cho nên không rành các cái bước của nó. Mỗi loại á mọi người, nó cũng bốn cơi hay năm cơi á, nó cũng có cách đi khác nhau và còn tùy theo cái cách làm của mỗi người nữa. Lá nở to ha, đây quay gần, lá nó nở rất là to, cái thân nó mập lắm mọi người, cái thân nó mập mà các cái đọt chèo rồi những cái nách lá nó lên rất là mạnh luôn, thân này cực kỳ mập luôn. Cái cúc này vừa mới xịt thuốc nè, trên cái lá nó còn dính thuốc cho nên là mình không có dám mà vắt vô nhiều. Còn bên này là cái hàng cúc mini này, đó, đang chuẩn bị ra con giống, ta ra giỏ sẵn này này mọi người. Thường thường thì ở chỗ mình mà làm hoa kiểng á, người ta thường ra giỏ trước tầm 1 tuần hoặc 10 ngày, sau đó là mình giã xương qua vậy này để cho các cái phần giã thể ở trong nó hòa trộn, nó đều lên. Đó, xả xương chứ không phải là xả để cho nó trôi phân đâu mọi người. Đó, thì tầm 5-7 ngày hoặc 10 ngày sau thì người ta ra con giống, thì lúc đó cái cây nó bắt phân nó tốt hơn, đẹp hơn. Cái này là cúc mini đó. Thì mới chiều đi, mình sẽ quay video cho mọi người xem. Còn ở đây thì đi sang đây thêm một chút nữa ha, xem cúc của chú. Đều cây mọi người ha, đều. Bên nào cũng tầm tầm. Bên này phát triển mạnh hơn này, bên này thấy những cái cây nó bự hơn nhiều này. Cây một thì mình thấy cúc ở đây chỉ có tầm 5 đọt, 5 đọt, đều đều 5 đọt mọi người. Còn cây ít hơn ha, có 4 đọt. Có một số cây thì bự hơn, 8-9 đọt. Đó, giai đoạn này thì nó như vậy thôi. Chứ tầm đến sau khi mình cơi hai xong á thì nó bắt đầu mới phát triển mạnh. Đọt nó lên cấp độ nhân mà. Mọi người theo dõi mình thì cũng thấy ha, lúc mà mình ra con giống ha, con giống của mình nó cũng lèo tèo vài đọt, nhưng mà bây giờ thì nó tràn ra khỏi mặt chậu hết rồi. Đấy. Video này là chỉ quay xem tham khảo thôi nha mọi người. Còn nếu như mà mọi người muốn biết cách về chăm sóc cúc mâm xôi ha, phân thuốc cho cây, từng cái giai đoạn phát triển cho cây hàng năm cơi á, thì trong kênh của mình có video chi tiết đầy đủ hết rồi, mọi người có thể vào tham khảo ha. Của mình làm như thế nào thì mình sẽ quay video như vậy, và đó là cái cách làm của mình, nó dựa trên cái cây của mình. Còn có một số video á, mình sẽ quay ở một số khu vườn của các chú các bác hàng xóm nè, thì quay thì chỉ tham khảo thôi, đôi lúc thì mình cũng có thể hỏi người ta một số điều. Mọi người thì có mỗi cách làm khác nhau. Này, đã không mọi người, quá trời là tuyệt vời luôn này. Mình thấy cái cây nó mập lắm kìa, mập mà cái đọt ở nách chèo nó lên. Cái này thì chắc cũng tầm 3-4 ngày nữa là ngắt đọt đấy đó mọi người. Khi nào mà ngắt đọt mà mình đi ngang qua đây mình thấy chú ngắt ha, thì mình cũng xài vô, mình quay tiếp. Chú này dễ tính và mình được quay thoải mái. Rồi, video của mình tới đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye
Nói chung thì cây đang đều đều lên rất là đều luôn. Lá nở to đẹp. Chả thể ở đây thì cũng có chú cũng vô ít thôi, không có nhiều đâu. Phân bò nhiều, mình thấy những cái cục cục phân bò không? Đó, phân bò, xơi dừa, tro trấu và một số loại phân hữu cơ khác. Đó, đang mới xịt thuốc lên này, không có động vô nhiều. Rồi, bye mọi người ha.